Vào năm 1967, trong cuộc chạy đua vào không gian giữa Liên Xô và Mỹ, phi hành gia người Nga Vladimir Komarov đã trở thành người đầu tiên thiệt mạng trong một chuyến du hành vũ trụ. Con tàu mà anh lái đã gặp trục trặc và lao xuống mặt đất phát nổ khi Komarov quay trở lại trái đất. Nhưng sự thật là trong khi Komarov tiến vào bầu khí quyển, lúc này anh đang cố gắng liên lạc với trái đất báo tình trạng của con tàu. Bỗng nhiên Komarov bị mất liên lạc và mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Ở bên ngoài con tàu là một không gian màu trắng, rồi Komarov kinh ngạc khi nhìn thấy thứ gì đó. Hiện tại nhiều năm sau, một bác sĩ tâm lý tên Jin vừa mới thấy truyền thông đưa tin. Chuyên gia tâm lý của phi hành đoàn tàu vũ trụ Ulysses thực hiện sứ mệnh đến sao Hỏa, không may gặp tai nạn máy bay và đã qua đời. Dù vậy, tỷ phú Thụy Điển tên Meyer, người 4 năm nay đã dành toàn bộ tiền để tài trợ cho dự án. Quyết tâm không bỏ cuộc và ông sẽ trở thành người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa, rồi bỗng Jin nhận được một cuộc điện thoại. 10 tháng sau, trạm vũ trụ chỉ còn cách sao Hỏa 24 tiếng nữa và không ai khác chính Jin đã trở thành bác sĩ tâm lý cho phi hành đoàn. Mọi người tập trung vào thuyền trưởng thông báo họ sẽ sớm hạ cánh, robot AI tên Irene cũng xác minh là mọi thứ đã sẵn sàng. Tưởng những họ chuẩn bị làm nên lịch sử cho thế giới, thì Meyer thông báo cho họ một tin buồn là người Mỹ đã đáp xuống sao Hỏa vào 2 tuần trước. Một công ty Mỹ tên Jillian với sự hỗ trợ của NASA đã đánh bại họ. Tàu vũ trụ Zeta-1 đã dùng công nghệ đẩy hạt nhân vượt trội và chỉ mất 3 tuần là đã tới sao Hỏa, điều này làm mọi người đều chán nản. Nhưng chuyện còn chưa hết, khi vào tuần trước người Mỹ đã nhận được video gửi về trái đất. Người phi hành gia Mỹ bảo họ không nên tới sao Hỏa nữa vì nơi này rất nguy hiểm, rồi từ đó họ cũng mất liên lạc với các phi hành gia. Các thành viên rất tức giận khi Meyer và thuyền trưởng lại giấu họ, thuyền phó Simon và một kỹ thuật viên tên Ian đề nghị họ nên ở ngoài quỹ đạo sao Hỏa để theo dõi. Tuy nhiên thuyền trưởng và Meyer vẫn quyết định làm đến cùng và họ sẽ hạ cánh xuống đó, đồng thời giải cứu cả phi đội Mỹ. Sau đó 30 phút nữa là hạ cánh, mọi người đã lên hết tàu con thoi và khi AI Irene chuẩn bị tách nó khỏi trạm, không may một sự kiện bất ngờ xảy ra. Họ gặp một lỗi nào đó và tàu con thoi không tách được, gây ra mối đe dọa cho toàn bộ phi hành đoàn. Giờ họ chỉ có cách duy nhất là thực hiện việc tách thủ công. Còn một vấn đề nữa là họ đã vào vùng quỹ đạo thấp, nếu họ không tách sớm trạm vũ trụ sẽ bị hút xuống, vậy nên thuyền trưởng phải cho khởi động bộ đẩy của tàu con thoi để giữ cân bằng. Sau đó thuyền trưởng ra ngoài và thực hiện quá trình tách, mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ. Tuy nhiên khi tách được nó ra thì ống nối đã quệt vào anh, làm thuyền trưởng ngất đi và cứ thế trôi vào không gian. Tàu con thoi sau đó cũng đã vào vùng trọng lực của sao Hỏa và nguyên liệu của họ còn rất ít, không có cách nào khác họ chỉ còn cách xuống dưới đó, con tàu lao vào bầu khí quyển sao Hỏa. Trong lúc này để tập trung năng lượng cho con tàu thì AI Irene đã ngừng hoạt động, rồi Simon đã phải hạ cánh nó thủ công và rất may là anh đã làm được, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra, Ian thông báo nhiên liệu của họ đã cạn kiệt và Irene hiện đã không hoạt động. Nếu không có nó hỗ trợ với hệ thống sự sống thì lượng oxy chỉ còn đủ dùng cho một ngày, còn tỷ phú Meyer và Simon rất vui mừng vì họ đã tới sao Hỏa. Sau đó một nhà sinh học tên Alexandra là vợ của thuyền trưởng, cô đang thương tiếc cho anh ấy, bỗng nhiên cô nhìn thấy một người ở bên ngoài, tuy nhiên cô vừa quay đi định gọi người thì lại không thấy ai nữa. Rồi Alexandra đã đi nghỉ ngơi còn mọi người đi tìm hiểu vấn đề của con tàu, rõ ràng là họ đã tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu trong quá trình hạ cánh. Giờ con tàu sẽ không thể quay trở lại vũ trụ, lựa chọn duy nhất hiện tại là đợi các tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cho máy phát điện, rồi khởi động lại AI Irene, nhưng việc này sẽ phải mất 2 ngày. Lúc này Simon đã đề nghị họ đến tàu gặp nạn Zeta-1 của Mỹ và kiếm pin năng lượng từ nó. Trong khi Simon cùng Jin và một nhà hóa học tên Eva lên đường, một lập trình viên tên Basile biết Irene có thể bật ở chế độ tiết kiệm năng lượng. Anh cùng với Ian ở nhà cố gắng khởi động nó, nhưng dẫu vậy vẫn không thành công. Sau một thời gian di chuyển, mọi người đã tới chỗ tàu vũ trụ Mỹ, tuy nhiên giờ nó đã tan nát và không có dấu hiệu nào của phi hành đoàn Mỹ. Họ cũng chỉ tìm được một tấm pin mặt trời còn sót lại, các phi hành gia lại lên đường trở về, bỗng nhiên Jin phát hiện ra thứ gì đó. Khi mọi người đi xuống thì đúng là một phi hành gia đang nằm ở đó và anh ta vẫn còn thở, Simon còn phát hiện ra hộp đen của tàu Zeta-1. Mặc dù tàu của họ sắp hết oxy, Simon và Eva phân vân có nên cứu anh ta không, nhưng Jin đã nhất quyết kêu gọi họ phải cứu người chứ. Khi họ về tới nơi, bất ngờ Ian lại không cho họ vào trong, anh ta nghĩ rằng 4 người còn sống thì sẽ hơn là 8 người chết, vậy nên Ian sẽ không mở cửa. Alexandra chạy tới thuyết phục Ian mở cửa cho họ, nhưng vì để được sống mà anh ta vẫn không nghe, bỗng nhiên người phi hành gia kia tỉnh dậy, rồi AI Irene bất ngờ được khởi động lại và mở cửa cho họ. Sau đó họ vào trong và kiểm tra cho phi hành gia kia, mọi người lúc này rất ngạc nhiên khi phi hành gia này lại giới thiệu anh ta tên là Vladimir Komarov sinh năm 1927 ở Moscow. Chính là phi hành gia đã lái con tàu vũ trụ Soyuz 1, Komarov thấy lá cờ của mọi người và biết họ là của các nước đối thủ. Vậy nên anh ta sẽ không tiết lộ bí mật nào liên quan đến chương trình của Liên Xô, rồi họ đã hỏi anh ta về các sự kiện ở quá khứ. Komarov đã trả lời như là anh ta đã sống ở thời kỳ đó. Điều này làm mọi người nghĩ phi hành gia này đã bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Một lúc sau, phi hành đoàn Ulysses đã gửi tin nhắn đến trái đất về người này và họ đã nhận được phản hồi từ tập đoàn Jillian của Mỹ. Họ nói rằng không có người Nga nào trong sứ mệnh của tập đoàn Jillian. Cái người mà họ nhắc đến cũng là người mà mọi người ngờ ngợ, chính là Komarov, phi hành gia lái tàu Soyuz 1 gặp nạn qua đời năm 1967, thậm chí khuôn mặt của anh ta còn giống hệt trên ảnh. Họ bắt đầu thắc mắc sao Komarov lại ở trên sao hỏa sau bao nhiêu năm, liệu anh ta có phải là người du hành thời gian hay Komarov chính là người sao hỏa? Là một bác sĩ tâm lý, Jin sau đó đã được giao nhiệm vụ lấy thông tin từ Komarov, rồi cô dần dần nói cho anh ta mọi thứ, cái chết của anh đã từ 50 năm trước. Và những người sống ở thời của anh đã không còn ai. Komarov nghe tin này với thái độ rất bình thản, anh ta chỉ nghĩ họ ở phe đối thủ, đang cố tình lừa và lấy thông tin từ anh. Mặc dù tình trạng của con tàu đã ổn định, nhưng họ không có nhiên liệu nên việc rời đi là không thể. Giờ phi hành đoàn sẽ chia nhau để mắt đến Komarov, anh ta cư xử rất bình thường. Rồi đến vài tiếng sau, Simon gọi Jin dậy bởi Komarov đã biến mất, mọi người nhanh chóng chia ra tìm xung quanh con tàu nhưng không phát hiện ra được gì. Ian lúc này nhận ra một bộ đồ đã mất, thế là Simon dẫn Jin cùng vài người đi theo dấu nhiệt bằng ô tô, rồi đi được một lúc, họ đi vào địa hình gồ ghề và phải đi bộ. Bỗng dưng Alexandra báo cáo cho họ về kết quả phân tích DNA của Komarov, nó cho thấy DNA của anh ta có sự xuất hiện của một chuỗi thứ ba. Bình thường con người chỉ có 2 chuỗi, nhưng của Komarov có tận 3 và cô chắc chắn anh ta không phải là con người. Ian lại sợ hãi khuyên mọi người đi về sau khi đã đi 50 cây số, nhưng lúc này họ đã nhìn thấy được Komarov ở trên một vách đá và đi lên. Rồi tất cả đều kinh ngạc khi anh ta đang đứng cạnh một bàn đá được điêu khắc giống như trên trái đất. Quay trở về vài ngày trước, ở dưới trái đất, nhà sáng lập công ty Jillian, tỷ phú Goldstein, là người có con tàu đầu tiên đến sao hỏa. Goldstein bị mắc một căn bệnh nan y và chỉ còn sống được vài tháng. Nay anh ta đã nhận được tin từ Zeta-1 báo lại việc phát hiện ra con người ở trên sao hỏa. Nhưng thứ mà tồn tại được trong một hành tinh chết thì chỉ có thể là robot AI chứ không thể nào là con người. Vì vậy họ sẽ cần phải nghiên cứu thêm. Vậy nên ngay sau khi mất liên lạc, Goldstein đã không tiếc tiền mà tiếp tục cử tàu Zeta-2 tới đó. Hiện tại mọi người đã trở về tàu và Jin còn mang theo một viên đá có hình kim tự tháp. Komarov lúc này dường như mất trí nhớ. Anh ta không nhớ đã làm thế nào mà đi ra được chỗ đấy. Sau đó Irene tiến hành phân tích cấu trúc kia và xác định nó giống hệt với cấu trúc của các nền văn minh cổ đại ở trên trái đất. Điều đó có nghĩa là thứ này được lấy cảm hứng từ con người, hoặc chính con người trên trái đất đã lấy cảm hứng từ nó. Mọi người nghe xong thì càng thêm hoang mang. Rồi cuối cùng họ cũng nhận được một tin vui khi một tàu vũ trụ khác đang đáp xuống và họ có thể sắp được trở về nhà. Một lúc sau bên kia đã liên lạc với phi hành đoàn, các phi hành gia kia chính là Zeta-2 của công ty Jillian và thông báo sẽ sớm sang đây hỗ trợ mọi người. Tuy nhiên tỷ phú Meyer không còn lạ gì tỷ phú Goldstein, ông cho rằng anh ta không tự nhiên mà lại làm chuyện không có lợi cho bản thân và bảo mọi người giấu Komarov đi. Ngay sau đó lời của Meyer đã đúng, khi người tới không phải kỹ sư mà là 2 quân nhân có vũ trang tên Edward và Adam. Họ cư xử rất thô lỗ, đồng thời yêu cầu phi hành đoàn phải ngay lập tức giao ra hộp đen của Zeta-1. Khi Simon tỏ ra không biết gì thì Edward còn định dùng cả vũ lực, cuối cùng Meyer đã phải giao ra nó, rồi họ cứ mặc kệ phi hành đoàn và quay trở lại tàu Zeta-2. Trong khi đó thì Eva đã kiểm tra viên đá và phát hiện thành phần của nó 99,99% là hợp chất bao gồm đồng, kẽm niken và sắt, hay hợp chất này còn được gọi là oricum, một kim loại cổ đại của Atlantis trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Có điều lạ nữa là 0,001% còn lại của cục đá có chứa chuỗi DNA thứ 3 tương tự như Komarov. Lúc này Ian, người luôn sợ chết, tiếp tục đề nghị họ nên giao Komarov cho người Mỹ để đổi lấy những sự trợ giúp. Ian cho rằng tỷ phú Goldstein chắc chắn muốn có anh ta. Tuy nhiên mọi người ở đây là để khám phá và họ muốn biết rốt cuộc Komarov đến cùng là thứ gì. Jin đã đề nghị sử dụng phương pháp thôi miên để giúp anh ta nhớ lại mọi thứ. Sau đó cô và Komarov vào trong một phòng riêng cho thoải mái, mọi người còn lại sẽ xem qua camera. Khi mọi thứ bắt đầu, Komarov sợ hãi kể lại khoảnh khắc con tàu vũ trụ Soyuz 1 rơi vào năm 1967. Bỗng nhiên camera bị mất kết nối ở phòng điều khiển. Bên kia biểu hiện của Komarov cũng thay đổi. Anh ta cứ như trở thành một con người khác. Lúc Simon và mọi người chạy tới thì bị bất ngờ bởi Komarov vừa hôn Jin. Simon từ lâu đã thích cô ấy nên liền đấm Komarov. Sau đó họ đã tách Komarov ra và không cho Jin gặp anh ấy nữa. Rồi mọi người đi ra gặp 2 phi hành gia của công ty Jillian. Một nhà khoa học tên Gemma cũng là bạn cũ của Meyer. Cô đã xin lỗi phi hành đoàn Ulysses vì chuyện lần trước. Lần này cô đã mang kỹ sư tên Alan, anh ta là người đã xây dựng hệ thống đẩy hạt nhân của các tàu vũ trụ Zeta nên họ tới đây với mục đích giúp đỡ thực sự. Còn Jin, cô về phòng và nhớ lại cuộc trò chuyện của cô với Komarov. Vào khoảng thời gian đó, bỗng dưng Jin thấy cô trong ngôi nhà cũ của mình ở trên trái đất. Và Komarov ngồi đó hỏi Jin, liệu cô có thấy trái đất sẽ có một tương lai tốt đẹp với những hành động của con người hiện tại? Trong khi đó thì Gemma muốn biết thứ họ đang che giấu và tiết lộ ra mục đích thật sự về sứ mệnh của bọn họ. Thật ra Ulysses không phải là mỗi đi dạo trên sao hỏa rồi trở về. Mà trước đó Meyer đã biết về bệ đá kỳ lạ kia, các thiết bị của NASA đã chụp được nó và họ không công khai với thế giới. Tuy nhiên họ đã kể cho các tỷ phú để kêu gọi sự đầu tư và Meyer là một trong số đó. Giờ Gemma muốn xem nghiên cứu của họ về thứ đó. Meyer sau đó đã thú nhận tìm được một viên đá có DNA chứ không nói về Komarov. Gemma liền nhận ra chuỗi thứ ba này là một dạng dữ liệu nhị phân, thứ ở công ty Jillian đang nghiên cứu. Họ đang cố gắng để có thể mã hóa dữ liệu trên DNA của con người nhưng chưa thành công. Với thứ tìm được này thì công ty của họ chắc chắn sẽ làm được. Một lúc sau Basile bí mật tới chỗ Meyer. Basile kể ra việc anh đã copy một bản sao hộp đen của Zeta-1 và phát hiện phi hành đoàn của Zeta-1 đã tìm được Komarov trước bọn họ. Tuy nhiên khi họ tra khảo anh ta thì bỗng dưng con tàu bị ngắt oxy làm họ đều ra đi. Lần trước nhóm của Simon trở về thì AI Irene cũng đột nhiên khởi động mở cửa cho họ vào, thêm cả việc hỏng camera trong lúc phỏng vấn với cả dãy nhị phân trong viên đá. Thì Basile kết luận Komarov và viên đá kia như một cái máy tính sống, nghĩa là Komarov giờ có thể điều khiển được con tàu vũ trụ này. Sau đó Meyer tới chỗ của Jin và thú nhận lý do mà cô được tuyển dụng. Thật ra không có ngẫu nhiên gì cả, mà vệ tinh đã chụp hình của một bãi đá trên sao hỏa và khi họ quang phổ nó ra, nó chính là hình ảnh khuôn mặt Jin. Đây là lý do tại sao Meyer chọn cô ấy tham gia chuyến thám hiểm. Jin nghe xong rất sốc vì điều này. Khi Meyer rời đi, Jin lại nghĩ về cuộc trò chuyện với Komarov. Anh ta bảo Jin chính là mối liên kết giữa sao hỏa và trái đất. Anh ta đã đợi cô hàng triệu năm nay. Jin có thể thấu hiểu người khác và khuyên mọi người nên làm gì, như cái nghề bác sĩ tâm lý mà cô đang làm. Jin có một định mệnh lớn hơn rất nhiều. Komarov cho Jin xem hình ảnh của một địa điểm và bảo cô tới đó. Cuối cùng Jin quyết định tin Komarov và lặng lẽ rời tàu. Một lúc sau Simon đã phát hiện ra và không muốn để cô đi một mình, mặc cho Ian quyết liệt phản đối, rồi Simon đã bắt Gemma đi cùng anh. Để đảm bảo đám lính người Mỹ sẽ không dám làm gì phi hành đoàn Ulysses, còn Basile phát hiện Irene không còn nghe lệnh. Anh cũng không thể truy cập vào hệ thống nữa, lúc này đã có ai đó thông qua nó và bảo rằng nó là sao hỏa. Một lúc sau hai người lính Mỹ đã tới con tàu, mọi người đã định không mở cửa, nhưng Ian lại sợ họ sẽ làm gì và mở cửa ra. Khi Edward và Adam bước vào thì đã nhìn thấy Komarov. Simon tắt đèn đi và khi bật lên Komarov đã trốn đi. Edward tức giận và bắt họ giao ra anh ta. Rất may là mọi người đã liên lạc với Simon và Gemma đã bắt hắn dừng lại. Trong khi đó Jin đang đi thì bị vấp ngã và trượt xuống. Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị kẹt chân ở đây. Tưởng sẽ không có ai cứu mình khi cô đã đi quá xa và không bắt được tín hiệu từ tàu Ulysses. Lúc này Jin nhớ lại một câu chuyện cũ. Hồi bé trong khi cha cô và cô ngắm sao hỏa, ông thường kể cho cô một câu chuyện về một người đàn ông vĩ đại tên là Vladimir Komarov. Vào năm 1967, trước chuyến đi vào vũ trụ, Komarov có gặp người bạn thân của anh tên Gagarin, cũng chính là phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ. Lúc này Komarov ghen tị với bạn mình vì chuyến đi của anh chỉ là thực hiện nhiệm vụ thông thường, chứ không mang tính lịch sử như Gagarin hay người đầu tiên đi bộ trong vũ trụ Leonov. Komarov sẽ không bao giờ được ai nhớ tới. Gagarin động viên anh bởi Gagarin chỉ ở đó có hơn một tiếng, còn Komarov sẽ là cả một ngày. Ai cũng sẽ tự hào về Komarov, nhưng điều này vẫn không làm Komarov bớt nguôi ngoai. Rồi một hôm cấp trên của Komarov đã có cuộc họp với chỉ huy trở về và gặp anh. Họ đã tìm được 203 vấn đề ở con tàu và người cấp trên đã xin hoãn việc phóng lại. Chỉ cần một vấn đề thành sự cố thì chắc chắn Komarov sẽ hy sinh, nhưng chỉ huy lại vẫn tiếp tục theo lịch trình cho dù có điều gì xảy ra. Nên người cấp trên muốn Komarov tìm lý do để rút lui. Tuy nhiên Komarov chỉ tỏ ra rất bình thường khi nghe điều này và lại nghĩ đây là một cơ hội của anh. Về nhà, người bạn Gagarin cũng đang dùng mọi cách để hoãn chuyến bay này, nhưng Komarov đã đồng ý chuyến bay. Anh coi đây là định mệnh của anh, cơ hội để anh lưu danh vào sử sách. Gagarin được chọn làm phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ, còn Komarov sẽ trở thành người đầu tiên thiệt mạng trong một chuyến du hành vũ trụ. Lúc này vợ của Komarov đi vào và cũng nghe được. Sau đó chuyến bay vẫn được diễn ra. Dù Gagarin đã cầu xin được đi thay anh nhưng Komarov đã từ chối, rồi anh đã ghi danh sử sách vào ngày hôm đó. Qua nhiều năm cha của Jin vẫn kể cho cô câu chuyện ấy. Đến một hôm ông bảo ông đã bị ung thư và thời gian chỉ còn 2 tháng, nhưng giống với câu chuyện của Komarov, đây cũng là một định mệnh của ông. Cô không cần phải buồn về nó, còn Jin đã bật khóc khi nghe tin này, rồi không lâu sau ông ấy đã qua đời nhưng tâm lý của Jin đã ổn hơn rất nhiều. Hiện tại nghĩ tới câu chuyện đó, Jin chắc chắn định mệnh của cô không phải là chết ở một mỏm đá trên sao hỏa và cô sẽ không bỏ cuộc. Cô ngủ để tiết kiệm lượng oxy, rồi vài tiếng sau thật sự Simon đã tìm được Jin. Sau đó ba người Simon, Gemma và Jin tiếp tục đi tới nơi Komarov chỉ. Họ thấy được ở đây có một lăng mộ rất cổ xưa. Khi đi vào bên trong là một đường hầm, họ còn tìm thấy có nước đang chảy. nhưng đây không phải là điều mà Komarov muốn cho họ xem. Họ tiếp tục đi rồi kinh ngạc khi thấy có một bức tường toàn xương. Họ đã nhận ra nguồn gốc của con người ban đầu không phải ở trái đất mà lại chính là từ sao Hỏa. Nó là thứ đã xảy ra hàng triệu năm về trước, chính con người đã hủy diệt hành tinh này, đó là thứ Komarov muốn cho họ xem. Trong khi đó ở tàu Ulysses, Basile đã khởi động lại được hệ thống máy tính sau khi AI Irene gặp vấn đề. Eva bất ngờ phát hiện 10 tiếng nữa một cơn bão cát sẽ tới đây. Những người lính Mỹ nghe xong ngay lập tức định đem theo kỹ sư Alan rời đi, bỗng nhiên đèn nhấp nháy và Komarov xuất hiện, anh ta giả vờ yêu cầu họ đem theo mình đi cùng. Đồng thời nói chuyện với Basile qua máy tính, nhưng lúc này Ian lại tiếp tục làm một bước đi vào lòng đất, nếu họ rời đi anh ta sẽ kết thúc Komarov. Edward tin Ian không dám bắn, vì nó sẽ làm hỏng cả con tàu, không ngờ họ gặp phải người liều, Ian đã đưa tay chặn để cản lực của viên đạn và bắn tới. Cùng lúc đó Jin ở bên kia cũng ngã xuống, trong khi Simon tới đỡ cô thì Gemma đã bỏ chạy, bên kia mọi người cố gắng giúp Komarov nhưng anh ta đã không qua khỏi. Bên này Jin cũng chuẩn bị như thế, bỗng Simon chợt nhận ra trong này có oxy và cởi mũ ra hô hấp nhân tạo cho cô ấy, rồi Jin đã tỉnh lại. Bên kia Gemma đang trở về thì đã nghe họ báo về cơn bão và cái chết của Komarov. Gemma đã bắt Edward đi tìm Jin đem về, dù sao Jin cũng có mối liên kết gì đó với sao Hỏa. Khi Jin đã hồi phục, bỗng nhiên hai người thấy bức tường mở ra một con đường, cả hai tiếp tục đi vào trong, rồi đi ra một nơi xa lạ, có một phi hành gia đang đứng ở phía trước. Trong hỗn loạn thì Meyer đã tận dụng cơ hội và tìm đến chỗ lăng mộ, rồi ông đi tới chỗ Simon và Jin. Meyer rất bất ngờ khi Komarov lại xuất hiện ở đây. Ông đã kể cho mọi người về việc Komarov đã qua đời ở tàu, cùng việc có một cơn bão sắp tới và họ phải về ngay. Meyer cũng nhận ra nơi này toàn đá và tuyết trắng, giống hệt với cực bắc sao Hỏa mà ảnh vệ tinh chụp được, nhưng nơi đó cách tàu của họ tới tận 1000 dặm. Lúc này Komarov đã kể ra mọi thứ, anh ta không phải Komarov mà là một hệ thống do con người từng sinh sống ở hành tinh này đã tạo ra anh ta. Con người đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của sao Hỏa và khiến nó trở thành một hành tinh chết, rồi chỉ còn một số lượng nhỏ tới đây sinh sống nhưng rồi họ cũng vẫn tận diệt nhau. Một số khác thì đã tới trái đất và bắt đầu lại, nhưng trải qua bao nhiêu năm mọi thứ dường như đã bị trôi vào quên lãng và con người lại tiếp tục những sai lầm tương tự trên trái đất. Còn những thứ về giống loài trước kia giờ chỉ còn được người ta nhắc đến như một câu chuyện thần thoại, chính là người Atlantic. Komarov tiếp tục nói về việc anh đã chờ đợi Jin hàng triệu năm nay, cô là sự kết hợp của hai giống loài, con người của sao Hỏa và con người của trái đất. Giờ Jin đã tiến hóa và có một khả năng đặc biệt trong người, cô hãy quay trở lại trái đất để xem con người xứng đáng có một cơ hội khác. Bỗng dưng cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi Edward với khẩu súng, anh ta tấn công Meyer và đe dọa muốn mang Jin đi. Jin đã cầu cứu sự giúp đỡ của Komarov, rồi Edward đột nhiên bắt đầu khó thở và ngã xuống ngất đi. Ở bên kia, mọi người cũng vùng lên và cố gắng hạ Adam, anh ta bị dụ ra cửa thoát hiểm, Ian bất ngờ ra định đóng cửa thì Adam kéo anh ta vào. May mắn là Ian đẩy được Adam vào tường và ngất đi, nhưng lúc này bất ngờ Alexandra đi ra và đóng cửa. Rồi mở cửa khoang kết thúc cả hai, cô làm thế này bởi các hành động từ trước đến nay của Ian. Sau đó mọi người đã trở về tàu, Alexandra nói là Ian đã hy sinh cho bọn họ, giờ họ cũng nhanh chóng phải rời khỏi đây khi cơn bão đang tới, và mọi người đã lên ô tô đi tới tàu Zeta-2. Còn ở tàu Zeta-2, Gemma liên lạc với các phi hành đoàn của cô, nhưng không ai đáp lại, cho rằng họ đã chết và chỉ còn 15 phút nữa cơn bão sẽ tới. Gemma gửi dữ liệu nghiên cứu được cho Goldstein và thông báo cô sẽ bay một mình, bỗng dưng phi hành đoàn Ulysses liên lạc và bảo cô đợi họ, tuy nhiên Gemma không trả lời. Meyer bắt đầu thuyết phục cô ấy bởi mối quan hệ của hai người trong quá khứ, cộng với cả sự hỗ trợ tâm lý đến từ Jin, rồi cuối cùng Gemma đã chấp nhận đợi họ. Cùng lúc đó ở dưới trái đất, Goldstein biết tin Gemma định đưa phi hành đoàn Ulysses theo cùng và anh ta đã tắt đi hệ thống của con tàu. Tưởng những mọi người sẽ không qua được thì lúc này Jin đã hỏi sao Hỏa cô phải làm gì, tích tắc hình ảnh trong thời gian vừa qua lóe lên trong tâm trí Jin. Rồi giống với Komarov, Jin tập trung tất cả trí lực và đã mở lại được hệ thống của con tàu, trên màn hình cũng hiện chữ tạm biệt Jin. Đột nhiên họ phát hiện Edward đang đi tới với khẩu súng, anh ta có ý định phá hủy động cơ. Trong khi mọi người còn đang tranh cãi nên làm gì thì Jin đã xuống tàu và kết thúc anh ta, không còn thời gian để lên nữa. Jin cảm ơn Simon bởi sự giúp đỡ của anh bao lâu nay và Jin cũng thú nhận cô rất thích anh, rồi Jin bị chìm vào trong cơn bão còn con tàu sau đó đã rời khỏi sao Hỏa. Meyer lúc này nhìn xuống và nhận thấy ở vùng cực bắc của sao Hỏa không hề có ánh mặt trời, vậy nơi họ vừa tới lúc ở lăng mộ là nơi nào? Đến đây mùa đầu tiên của bộ phim cũng kết thúc, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.